Hôm nay bạn học được cái bài học gì? Thưa thầy và các bạn, hôm qua là em tham gia cái trò chơi, cái game á, thì em học bài học quan trọng nhất á, là phải lấy thông tin khách hàng phải rõ, phải hiểu được nhu cầu khách hàng. Nếu mà mình không nắm được cái nhu cầu khách hàng á, thì cho dù mình làm kiểu nào hoặc là quy trình mình tốt kiểu nào, sản phẩm mình tốt ra sao, mà khách hàng mình không lấy nhu cầu rõ thì cái sản phẩm mình cấp khách hàng cũng không đáp ứng được. Cái bước đó là rất quan trọng. Thì bước là bước tiên quyết đúng không? Dạ, tiên quyết. Thì hôm nay có trao đổi với bạn Hương á, thì bạn Hương có góp ý thêm cái chỗ lấy thông tin khách hàng. Thì lấy thông tin khách hàng thì cần có cái bộ câu hỏi một cách đầy đủ. Đúng rồi. Phải hỏi gì để cho khách hàng họ trả lời. Rồi phải có một cái bộ đồ nghề bán hàng. Khi đến khách hàng là phải mang hết bộ đồ nghề này theo, trình bày cho khách hàng về sản phẩm, về chất lượng, về số lượng, vân vân. Kèm theo nữa là mình phải lúc nào mình đi gặp khách hàng mà cũng phải mang cái sổ á để mình ghi chép, ghi những cái ý kiến mới của khách hàng hoặc là ghi những cái điểm lưu ý của khách hàng. Đó đối với em là việc quan trọng nhất của ngày hôm qua, là phải cái phần khách hàng là phải cực kỳ phải rõ. Đúng rồi, khách hàng phải vui. Ok, chào mừng Vinh Đào bắt tay từ lớn. Rất là tuyệt vời. Bắt được cái chỗ customer value đúng không? Customer value là vô cùng quan trọng đúng không? Bài học của một bạn khác đi ạ. Bạn Hương đi ạ. Bài học gì ạ? Dạ. Thì em bước tiếp theo khi lấy thông tin khách hàng thì em cảm nhận đó là cái quy trình. Vậy thì cái quy trình ở đây nó có một cái vấn đề là hãy làm sao cho cái quy trình của nó phải thực sự đơn giản. Và trong cái quá trình mà nhân viên mình làm á, mình cảm thấy dễ nhưng mà thực sự nhân viên mình cũng cảm thấy khó. Chính vì vậy nó phải được phép làm đi làm lại và được phép chia sẻ với lại đồng đội của mình. Và các bạn có quyền sai, nhưng sai ở trong một cái mức độ cho phép, và chúng ta lại tiếp tục đào tạo thì cái quy trình nó mới hoàn thiện được. Còn ở đây có những lúc em đưa quy trình nhưng mà có mình em hiểu mà. Và các bạn dạ, làm luôn. Rồi các bạn cảm thấy không happy. Và như vậy là khi mà hoàn thiện á, thì hầu như là nó không đạt được cái kết quả giống như mình mong muốn. Và mình nghĩ là bạn nó không giỏi. Đó, đúng dạ. Rồi. Cái vấn đề nó nằm chỗ đó, hỏi chút kết luận. Dạ, đúng. Cái vấn đề là hỏi chút kết luận. Tức là cái vấn đề nó xảy ra, chúng ta không ghi nhận cái hồi hiện tượng, mà chúng ta lại gì? Kết luận. Rất là nguy hiểm, đó là chúng ta lãng phí nguồn lực. Và còn thêm một cái vấn đề là em thấy là bên công ty em cũng bị dính, đó là vấn đề việc kho. Hầu như mình cứ nghĩ cái việc kho quá đơn giản. Mình nghĩ là chỉ có việc đếm số lượng thôi mà, quá đơn giản. Nhưng mà vô hình dung cái đứa nhân viên kho của mình nó rất là khổ sở. Tại vì cứ bắt nó nghĩ là kho dễ, xong rồi giao thêm những cái việc khác. Mà khi kho là cái số liệu phải cụ thể, phải rõ ràng. Và các bạn cần một cái sự tập trung tốt. Nên là lúc nào cũng phải suy nghĩ một cái làm sao mà để có một cái công cụ gì đó mà nó có thể giúp cho các bạn hoàn thiện cái vấn đề đó. Và những cái việc là mình phải bắt tay làm để mình hiểu được nó bị chỗ nào, và chúng ta chia sẻ với nhân viên, chứ không không có tự phán xét là cái việc đó quá đơn giản, chỉ là đếm thôi mà. Thì em cảm thấy ngại mà chơi game thống quá. Ok, cho bạn nào có tay thật lớn. Sẵn bổ sung cái chỗ của bạn Hương nè. Cái lỗ hổng của chúng ta là các bạn cũng đào tạo chứ không phải các bạn không đào tạo đâu. Các bạn có nhớ cả một ngày đầu tiên là chúng ta có đào tạo không? Đào tạo. Cả một ngày đầu tiên là chúng ta đào tạo. Ngày hôm qua, ngày thứ hai là chúng ta mới bắt tay và chúng ta làm thiệt, có phải như vậy không? Thì rõ ràng các bạn nói giữa đào tạo với vô làm nó có khoảng cách không? Khoảng cách, các bạn thấy cái game đầu tiên, cái vòng 1 của cái game, các bạn đó học là làm một chuyện. Các bạn nhận ra điều này nhỉ? Bắt vô làm là vẫn là làm theo thói quen, cũng không có tuân theo trình, ngồi học về mặt lý thuyết các bạn hiểu về quy trình nó như thế nào, phải bắt đầu từ value stream, value customer, rồi tới value stream, nó bắt tay vô làm là vẫn cứ làm theo cái bản năng tự nhiên thôi. Và mình thấy rõ ràng nhất ở ngay chỗ đó, mình quan sát từ các bạn Tú, mình hay tiếp xúc và biết cái cách Tú làm việc là giống y như cái cách Tú làm việc trong cuộc sống. Cái gì cũng từ chối khách hàng, không cái này làm không được, cái này chưa, cái này, tức là các bạn mình thấy cách Loan làm cũng vậy, mình cũng biết cái gì cũng hỏi thăm sao tụi em này, cái này sao, cái này được không, các bạn nó làm nó không theo quy trình mà nó lại theo gì, theo bản năng.
nó là đào tạo nhân viên. Có nhiều người nói em đào tạo nhân viên nhiều lắm mà nó không làm việc hiệu quả đâu, phải đào tạo trong cái vấn đề vận hành nữa chứ không phải đào tạo về mặt lý thuyết không. Nó là game 1 rồi chơi vòng 2 rồi chơi vòng 3, các bạn thấy nó khác không? Tất cả mọi người đều trưởng thành hết luôn, trưởng thành trong nhận thức, trưởng thành trong tư duy, trưởng thành trong cách lý luận, trưởng thành trong cách vận hành truyền luôn. Đó nên là bây giờ chúng ta phải hiểu cái từ đào tạo ở một cái góc độ khác nha. Không phải suốt ngày cứ đứng lớp nói người ta thao thao là công ty em giờ dắt đào tạo đâu đó bài bản rất là nghiêm túc mà chưa đâu, nó vẫn làm theo thôi vậy. Ok chưa? À, rồi bạn mua á, cái bạn mà mua bài học qua của bạn là gì? Thì sau 2 ngày học thì em thấy cái quy trình về link đó. Thì ngày hôm qua chúng ta một lần nữa chúng ta tức là em thấy là 2 ngày qua chúng ta đi rất sâu vào cái quy trình link. Chính xác. Ngày hôm qua là chúng ta thực hành lại. Thì ngày hôm qua là ngày chúng ta thực tế lại từng bước một. Bước một là tạo tức là thấu hiểu khách hàng. Thấu hiểu khách hàng. Thấu hiểu khách hàng thì ngày hôm qua chúng ta bước vào cái game thì chúng ta đã vi phạm và chúng ta đã nhìn nhận ra và chúng ta đã sửa được. Và sau đó chúng ta cái bước thứ hai là chúng ta đã thiết kế được cái chuỗi giá trị. Chuỗi giá trị đúng rồi. Quy trình ở đó thì ngày hôm qua chúng ta cũng đã hoàn thiện được. Rồi cái policy chúng ta cũng đã có luôn. Phải hiểu policy là cái quái gì. Ngày hôm qua là chúng ta hệ thống được cái cụ thể cái công việc thực tế. Mình thấy 2 ngày học nhưng mà nó vẫn đúc kết. Ngày hôm qua nó là cái đúc kết mà chúng ta nhìn thấy rất là rõ. Và tiếp theo là tạo ra cái dòng chảy công việc. Thì chúng ta cũng đã có quy trình, chúng ta có hệ thống, chúng ta cũng đã biết cách đào tạo, chúng ta biết chia sẻ. Thì ngày hôm qua chúng ta đã hệ thống được hầu hết cả quy trình về link. Và tiếp theo đó là chúng ta cũng đã biết cách để tạo ra cái lực kéo. Chúng ta cũng đã tạo ra cái lực kéo. Và cuối cùng chúng ta cái kết quả như ngày hôm qua là chúng ta nhớ là chúng ta chơi cái game 3 lần. Tức là chúng ta cũng đã điều chỉnh và kết quả cuối cùng các bạn thấy bất ngờ không ạ? Chúng ta điều chỉnh, chúng ta cải tiến, chúng ta điều chỉnh. Đó là lý do ngày hôm qua chúng ta phải chơi được game 3 lần và cái kết quả cuối mà chúng ta đã đạt được đó là đạt được sự mong muốn của khách hàng rồi đó. Mà còn thời gian còn dư. Thì hôm qua mình quan sát kênh khách hàng là anh Huy ở cái đội 1. Anh là người rất khó tính nhưng mà anh hài lòng với cái cách làm việc với cái sản phẩm. Thì mình nghĩ cái game này nó rất là thực tiễn. Và ngày hôm qua thì mình đã đúc kết được nguyên một cái game đó bằng cái thực tế. Đúng rồi. Và mình cũng thấy có những cái bước ở trong nó giống y như mình với ngoài cuộc sống. Có những bước nó giống, tức là cái game mình làm như thế nào thì ở ngoài cuộc sống nó giống như vậy. Thì mình thấy ở ngoài cuộc sống mình cũng làm vài bước như vậy. Có những cái thì rất tốt, có những cái chưa tốt thì mình nhìn thấy rõ được con người mình. Và cái điều đặc biệt mình chốt đây là trước giờ mình đã làm tất cả những thứ này nhưng mà làm theo một cách là tự phát. Chỗ nào thấy lùng thì làm thì nó chưa có một bức tranh tổng thể. Thì thông qua cái game đó, thông qua cái bài học ngày trước và thông qua game thì mình đã hệ thống lại được. Mình đã hệ thống một cái quy trình lên. Và mình đã biết là bước 1, bước 2, bước 3, bước 4, bước 5 là làm cái gì. Và tại sao phải làm thì bây giờ mình hiểu sâu sắc hơn về cái quy trình lên này. Rồi, cảm ơn thầy, cảm ơn tất cả các bạn. Rất là tuyệt vời. Bạn Huy à? Cho mình nói xíu cái vụ này là mình thấy là Linh học nhưng mà mình làm theo bản năng á, cuối cùng là mình lại tốn kém, chính bản thân mình là tốn 100.000 hồi nãy. Đây thực tế luôn là như vậy. Sáng mình đi cũng như hôm qua mình đi vô sớm lắm á, sớm chắc gần nhất nhì, thì hôm nay mình cứ đi vậy thôi. Thì sáng nay mình đi kẹt xe là kẹt xe ở cầu Kinh Tẻ, thì nó kẹt xe cầu Kinh Tẻ thì nó không quẹo qua Nguyễn Văn Cừ thì nó đánh một đường dọc. Thì coi như đó là liên quan đến là di chuyển. Thì là mình nghĩ là nó sẽ qua bên kia nó đỡ hơn. Ai ngờ qua kia nó cũng kẹt vậy luôn. Thì mình lại cũng bị dướng trên đó cũng coi như là một thời gian. Rồi mình lại đánh vòng qua bên kia để mình đi. Thì mình thấy kết luận ra là cái vấn đề di chuyển nó quan trọng. Nó làm cho mình lãng phí về xăng nè. Rồi vào đây hớt ha hớt hải rồi tốn tiền cách xin nè. Năng lượng cũng bất bằng pha bằng thần vô bị cát cái là nó bằng thần liền đó. Nó lãng phí đó. Nó không có tạo ra cái sự tập trung rồi vân vân mọi chuyện đó trong cái cuộc sống mình. Thôi trong cái cuộc sống mình thôi mà là đã làm theo bản năng, mình thấy cái nào ho mình đi thôi chứ thực sự mình cũng không biết là phải đi rút ngắn thời gian.
hay là mình rút kinh nghiệm cái gì gì có quy trình đi mà cái đường đó nó thẳng đi chắc vài trăm lần rồi mà thì đâu thể nào mình bị sai lầm như hồi sáng này được đó, rồi vô đây không ăn sáng được, rồi không uống cà phê được, rồi nó cũng biết bao nhiêu cái đó. Cái này là cái bài học thực tế nổi không ngoài đời không, nhiều khi mình nghĩ là mình đi không là nó đã như vậy rồi mà mình đâu có nghĩ cái hậu quả đâu, không có nghĩ hết, nhưng mà học liên cái bắt đầu mình mổ ra vấn đề thì mình thấy sai. Cái sao cứ lường cũ mà đi thì có thể rút kinh nghiệm là đó là cái cự ly không trong cái vấn đề nội đi di chuyển trong cuộc sống thì mình liên quan tới trong cuộc đời đó. Thì nói chung là hôm nay là ngày thứ ba thì em thấy là lớp học liên này là học quá cụ thể, rất là rõ ràng, làm cho mình hiểu rõ trong cái công việc, trong cuộc sống, mổ xẻ phân tích vấn đề, cắt lớp hết các vấn đề này kia mình đã gặp phải, thì có đây điều đó là điều quan trọng đó. Thì là em thấy là mà các bạn nào cũng tâm đắc, đó là điều em nghĩ là như vậy thì sẽ về áp dụng. Và em nghĩ như hồi sáng là gặp sai tuy vậy nhưng mà là cái quý quý là mình rút được kinh nghiệm, mình học được sửa đi. Chứ mà là như thầy nói là đúng hoài thì cũng như không à. Đúng rồi, đúng hoài như không. Đúng hoài như không, thà bị cách chiên còn đau hơn nữa. Thiệt, sáng này là mình nghĩ bây giờ đây là bài học hết. Thành ra là mình nghĩ là về công ty là gì đó thì các mong là các bạn sửa chữa, thay đổi chứ đừng có theo cái mô thức cũ là này kia. Mình nghĩ là giờ tối là nãy mùi nói là tối nay là tối qua anh về anh ra sót. Mình thấy tối qua về mình lại làm chuyện khác. Nó cứ dở. À, lại theo mô thức cũ, tối về xả. Xả hơi không chịu gà sót cái việc mình học thì nó cũng là một cái lãng phí. Đó, không chịu học hỏi rút kinh nghiệm lại, nó là một cái lãng phí. Nó cũng lãng phí đó rồi. Lãng phí đó là lãng phí chờ đợi. Dạ. Đó thì là em nghĩ là mọi người nên về chống lãng phí bằng cách là mình hiểu thấu đáo sâu hơn nữa và làm việc hành động thôi. Đó. Rất là tuyệt vời.